chiêng này đã khác với bài chiêng trước. Chúng ta thấy âm điệu của nó đã rộn ràng hơn và tiết tấu của nó nhanh, mạnh mẽ hơn. Các vũ đạo của các thiếu nữ của chúng tôi đang trên sân khấu, quý vị cũng thấy đã nhanh, mạnh, sắc phát hơn. Và đây là một trong những bài chiêng thể hiện niềm vui khi một mùa mới đến của đồng bào bahnar. Cảm ơn quý vị đã đến cùng chúng tôi trong chương trình Cồng Chiêng cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm.